Monster. Vâng, thật tuyệt vời. Cảm ơn Võ Đường. Và xin Võ Đường về. Và thưa quý vị, riêng hôm nay Võ Đường mình đoán sẽ cống hiến tất cả những cái gì mà tinh túy nhất của Võ Đường. Và sau đây xin mời bé Lâm Phúc quay trở lại sân khấu ạ. Trung thu đốt đèn lên trời sáng, vâng, cho bao con đường dồn vui. Đèn trắng với đèn lồng thay nhau, đèn lưu giấc mộng rơi đời. Cũng là con trai của MC Alan Kangoo. Vâng, bé Lâm Phúc sẽ cùng với nhóm nhảy HKB đâu. Mời nhóm nhảy HKB hôm nay cũng ra mắt và sẽ cùng nhau nhóm nhảy HKT cùng bé Lâm Phúc sẽ gửi tới quý vị với bài hát Việt Nam Những Chuyến Đi, và nhóm nhảy sẽ nhảy cùng. Vâng, nhóm nhảy đâu ạ? Vâng, vâng ạ. Và với anh cùng và đồng cùng lá cờ đỏ sao vàng, công ty đào tạo phát triển tài năng Việt HKT muốn gửi tới tất cả tình cảm yêu thương với Tổ quốc Việt Nam. Ok, xin mời âm nhạc. Em thích trăng rằm, trăng rằm, sáng trong mẹ.
Xin không ngờ, không thiếu quý vị mang về những tài năng này. Luôn là học trò MC của Đồng Tiền HKT, luôn là học trò của tất cả các thầy cô. Câu lạc bộ chúng ta hiện nay, ai còn xuyên không ngờ, chú ý ơi. Tiếp theo xin mời có được quyền tiếp tục công việc cho khán giả. Xin mời.